Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Liêm. Thì ở trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái chủ đề mà cần tránh khi mà những cái anh chị em nào mà mới khi mà chúng ta bước chân vào kiếm tiền TikTok Beta. Vì thì trong cái thời gian vừa qua thì rất là nhiều anh chị à, khi mà bật kiếm tiền ấy thì nó sẽ báo là cái tài khoản của bạn không đủ điều kiện để tham gia TikTok Beta. Vậy thì à, sau đây là ba cái chủ đề mà các bạn cần tránh để khi mà chúng ta mới bước đầu kiếm tiền tiktok beta thì chúng ta hay gặp phải nhé thì chủ đề đầu tiên đó chính là chủ đề về bóng đá bóng đá thì cái chủ đề về bóng đá này thì thông thường là những anh chị em nào mà mới chúng ta hay lấy chúng ta biên tập những cái video về highlight bóng đá thì bản chất về cái chủ đề về bóng đá thì có rất là nhiều người xem bởi vì là trên cái mỗi một cái trận đấu ấy, thì là những cái trận đấu hot ấy, thì rất là nhiều người xem chính như vậy nên là những anh em chị em là mới ấy, khi mà chúng ta phát triển một cái kênh bóng đá thì lên rất là nhanh nhưng mà tuy nhiên ấy, khi mà để chúng ta mà bật kiếm tiền rồi thì uh, tiktok beta sẽ không cho phép chúng ta bật kiếm tiền đó chính như vậy nên là cái chủ đề về bóng đá thì anh em cần tránh nhá rồi tiếp theo một cái chủ đề nữa mà anh em cần tránh ấy, đó chính là chủ đề về phim đó. Thì thông thường thì anh em là hay làm về chủ đề về phim. À, thì anh em sẽ hay cắt ghép những cái đoạn nhỏ ví dụ là phim tài liệu hoặc là phim Việt Nam đó. Những cái chủ đề về phim thì anh em rất là hay làm. Thì với cái chủ đề này thì khi mà chúng ta bật kiếm tiền TikTok beta ấy, thì chỉ được một thời gian rất là ngắn thì cái TikTok beta sẽ tắt kiếm tiền cái kênh về chủ đề về phim này đó. Vì vậy nên là những anh em nào mới thì chúng ta cũng phải hạn chế cái chủ đề về phim này nhá và một cái chủ đề tiếp theo ấy chúng ta cần tránh ấy đó là chính, chính chủ đề về uh, trẻ em đó chủ đề về trẻ em thì uh, chủ đề về trẻ em này cũng rất là kén trong cái tiktok beta này thì uh, những anh chị em nào ấy mà làm video mà xuất hiện quá nhiều trẻ em này rồi uh, có những cái uh, dạng video về uh, hoạt hình cũng dễ rất là dễ bị quét đó thì em tưởng tượng là những cái mà chủ đề hoạt hình ấy thì để mà để sản xuất ra một cái nội dung đấy thì tốn khá là nhiều tiền đó. Chính vì vậy nên là cái network ở trong cái ở TikTok ấy thì người ta sẽ đánh cực kỳ là mạnh luôn. Vì vậy nên là anh em nào mà chúng ta mới khi mà chúng ta mới bắt đầu kiếm tiền TikTok beta ấy thì em cần phải tránh cái chủ đề về trẻ em nhé Dù thì đây là trên đây là ba cái chủ đề mà anh em cần phải tránh khi mà chúng ta mới bắt đầu kiếm tiền TikTok beta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, các bạn có thể nhấn đăng ký hình tròn hoặc xem những video tiếp theo ở phía bên phải hay bên trái màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video tiếp theo.